Chào thầy và các bạn, em tên là Hoàng Ngọc Linh, lớp IE46. Hôm nay em xin trình bày video có nội dung Nhất Quận Công, Nhị Ị Đồng có ô nhiễm môi trường hay không? Quận Công là một tước vị rất cao trong thời phong kiến. Đây là biểu tượng cho địa vị, quyền lực và danh giá. Ị Đồng là một cách nói bông đùa để chỉ việc đi vệ sinh ngoài đồng, gợi lên hình ảnh bình dị, thậm chí có phần thô tục trong cuộc sống hàng ngày. Đi vệ sinh là một trong tứ khoái bên cạnh việc ăn, việc ngủ và tình dục. Và em xin lấy ví dụ cụ thể là trường hợp một em bé đi vệ sinh trên sông có gây ô nhiễm môi trường hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rõ về như thế nào là ô nhiễm môi trường. Thì ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị ô nhiễm bởi việc đưa hóa chất vào môi trường tự nhiên, đồng thời các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác động có hại đến sức khỏe của con người và các sinh vật khác. Tiếp theo, việc em bé đi vệ sinh trên sông đó là thải phân và nước tiểu của mình vào môi trường nước. Các thành phần trong phân của một người bình thường không bị bệnh thì gồm có khoảng hơn 75% là nước và 25% phần rắn còn lại. Trong đó có đến 84% chất rắn hữu cơ. Các chất rắn hữu cơ này bao gồm 25-54% sinh khối vi khuẩn, 2-25% protein hoặc chất đạm, 25% carbon hydrate hoặc thực vật không tiêu và 2-15% chất béo. Như vậy, đến đây ta thấy nếu một em bé hoàn toàn khỏe mạnh đi vệ sinh trên sông có làm các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi nhưng chưa gây hại đến sức khỏe của con người và các sinh vật khác, cho nên chưa thỏa khái niệm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nếu trong phân của đứa trẻ đó mang theo một số mầm bệnh như là Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, phải khuẩn tả, một số virus như là rotavirus, adenovirus, enterovirus, ký sinh trùng như là giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim, các đơn bờ amip là các loại sán, mầm bệnh này sẽ phát tán trong môi trường nước và truyền nhiễm đến người và sinh vật khác. Như vậy sẽ hoàn toàn thỏa mãn khái niệm ô nhiễm môi trường được nêu ở trên. Kết luận, vậy việc một đứa bé đi vệ sinh trên sông có gây ô nhiễm môi trường hay không sẽ phụ thuộc vào việc trong cơ thể đứa trẻ đó có chứa mầm bệnh để truyền nhiễm ra môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người và sinh vật khác hay không. Và bên cạnh đó thì vi sinh vật ở trong phân của đứa trẻ có cạnh tranh với hệ vi sinh vật thường trú tại địa phương hay không. Em xin hết.